mày nắm gì nắm đây vậy? Vậy để nắm coi. Trời ơi, Tống mày đi mai mà lạc nó mất tiêu rồi nè. Trời ơi, con người này lạ quá, tao không biết đường về mày ơi. Vậy coi. Đang nằm chơi mà tự nhiên quýnh người ta. Cái gì, có chuyện gì, mày... Mày nằm ngủ thì có chứ nằm chơi gì, ngủ queo luôn mà. Chuyện gì hả, có gì ở đây? Chồng mày quýnh như mất máu luôn kìa chị Ti. Ủa mà Tám mày, tao nhớ không á, Tám mày đi mai gần khu nhà mà. Ôi mày gì mày vẫn, tao bình thường tao đã lạc lắm mà mày vẫn. Ôi trời, bên kia có chó sói kìa chị Ti, cẩn thận. Đừng lên cao, nó thấy nó qua nó cắn á. Kìa. Ôi sợ quá, họ lên núi luôn. Ủa mà mày vẫn đi đâu vậy? Thì tao mày đang đi mai mà tao mất hết đồ luôn rồi. Kiểu như tao mày bị ngủ quên ở dưới mấy cái chỗ đào rồi, chết mất hết đồ luôn rồi. Chết rồi. Giờ sao, Ê, bên này có hồ nước nè. Đâu? Bên này nè, bên đây có hồ nước. Hay là bơi, tập bơi. À quên, mình đang lạc mà. Rồi, thấy chưa? Chỉ có 2 giây thôi mà đã lạc như thế này rồi, trong khi mai cả ngày. Trời ơi, mày đi đường điện tao có dưới đây nè. Thấy rồi, tao thấy mày rồi, nhưng mà tao thấy bên kia có cái thác nước nên là mình qua chỗ đây nè, tao thấy cái chỗ này núp được nè, tao sợ trời tối xuống là zombie nó ra là tao với mày không có cái gì hết là chết luôn á. Bây giờ sao đây, giờ sao đây, giờ suy nghĩ. Bây giờ đào hố sống đi chứ sao. Từ từ để tao suy nghĩ, Bây giờ thứ nhất là mình phải cái việc đầu tiên sinh tồn á, dùng bản năng sinh tồn thôi. Bây giờ tao với mày cứ đầu tiên là phải đi đào gỗ đó, đi đào gỗ đi. Mày đào gỗ hả? Tao đi đào hố nè, để tối zombie nó cắn. Ok luôn, vậy chia ra việc mỗi người một công việc nha. Vậy là mày sẽ đào hố. Cái công việc của chúng ta đầu tiên mà muốn sinh tồn được thì phải, đó chính là đào hố. Cái việc đầu tiên chơi Minecraft sinh tồn chính là đào hố, chui vô. Mày đào gỗ đâu vậy? À, tao đào gỗ. Rồi, ok, tao đã có 5 khúc gỗ. Đầu tiên thì tao sẽ bỏ lên đây và tao sẽ lấy 4 cái ván để tao chế được cái bàn chế tạo. Ok, đã có bàn chế tạo rồi. Đào cái nhà tao đẹp một tí nha, nhà xấu quá là tao không thèm mở đâu á. Tiếp theo chúng để tối tránh zombie là mừng lắm rồi. Ok, để ta sẽ làm cái rìu. Úi chết cha, quên cái khả năng sinh tồn mà quên như thế này là chết. Ê mày phải làm cho tao cấp. Từ từ đã thanh niên, để tao cái ok, để mày lấy cái này đi nè. Cái này đào nhanh lắm này Yeti nè. Đi có gà y dạ, không sẽ chết đói rồi nè. Cái sẻng á, lấy cái đó đào đất đi, để tao sẽ đi đào gỗ. Tao sẽ đi đào một chút gỗ. Chết rồi, tự nhiên mày đi mài giờ thành ra tao với mày đi ăn mài luôn á. Tại mày á, mày đi vừa đi vừa ngủ là mấy nay tao bị mất ngủ, trầm trọng mày biết không, mấy ngày nay bão đổ tùm lum hết á, tao phải thức. Cuối cùng mà tao lạc tới cái vùng nơi chó sói đồ tùm lum hết, như thế này là nghĩ là sinh tồn không? Cố gắng đi, mình sẽ sử dụng khả năng sinh tồn pro nhất. Mày dắt tao đi chơi đã, cuối cùng mà mày xạo nha, mày dắt tao đi mai mà tao nhớ mày rủ tao đi mai mà giờ đi. Mày xạo á. Ui có mấy cái mặt cây nè. Từ từ. Bây giờ mình sẽ làm cái gì? Bây giờ mình sẽ làm một cái chiếc cúp. Nói chung là chiếc cúp đúng không? Chiếc cúp. Ủa sao hai gỗ này gỗ xăm. Ok, để lấy 8 cái que này đi. Rồi lấy cái này rồi làm cái que. Làm một ai quên, chết tao lộn, tao bị nhầm biết trời. Đúng là lạc quá giờ, rung tay làm tùm lum hết. Chiếc cúp nè, cái rìu nè. Ấy cái rìu làm chi nữa, làm chiếc cúp chứ, làm cho mày chiếc cúp này Yeti, lỡ thấy đá mà đào. Hư cái sảnh rồi nè. Đó. Nghĩa là tối nay tao mày ngủ kiểu gì mày biết không? Đó chính là ngủ nằm đất á, chứ không có giường đâu mà nằm. Trời ơi. Ui, mà có gà. Ui, có một quả trứng gà nữa nè. Hi, ngon. Lượm trứng gà đi nha. Giờ mình phải nuôi gà vậy Ti ơi. Giờ mà nghĩ mình sinh tồn ở đây tốt là phải nuôi gà. Nuôi gà lấy trứng ăn. Ok. Nuôi gà lấy trứng ăn đi là tao mày sinh tồn đỡ. Ý có con bò nữa nè. Ui, vậy tối nay để tao thịt con bò này. Gà nuôi gà ăn đi. Ui có thịt luôn. Yeah, có thịt bò. Tao đây có bít tết ăn rồi, ngon quá, có bít tết. Bây giờ thứ nhất là phải đi tao đi chặt ít cỏ nha. Mày đào hang rộng ra một chút nha, nhớ làm cái cửa. À quên, thôi để tao làm cái cửa luôn. Tao đã về rồi chị Ti, tao đi kiếm một ít cái mầm cây vậy nè. Ui chỗ này hang đồ nhìn ghê quá vậy. Ui, mày đào được than luôn hả? Chứ sao, mày biết tao mai cực khổ lắm không? Ok, từ từ đó. Giờ mà mình muốn có cái chuồng gà, trước tiên là mình phải làm một cái gọi là cái cổng đúng không? Cái hàng rào chứ mình mới có gà, mình nuôi được mấy con gà đúng rồi. Để tao đi chế mấy cái hàng rào đã. Không có hàng rào là không thể nuôi gà được. Mày đưa tao ít đá vậy Ti, nãy mày đào mày ra cúp đá đúng không? Đưa tao ít cúp đá vậy Ti. Đưa tao cái rìa bằng đá đi. Có đá không? Đưa đá, ít đá với lại đưa đá đi, đá với lại cúp. Mấy cục. Có bao nhiêu đưa hết đây? Nó lấy đi. Ok rồi, bà 2 cục. Ê đưa tao cái rìu đá đi Ti, đưa tao cái rìu đá. Cái rìu hả? Từ. Mày chế, nãy mày chế mày khoe tao mày chế nhiều lắm à. Ok rồi. Được rồi, mày xuống mày trang điểm cái nhà của mình đi. Trời ơi, tao đào muốn xỉu luôn trang cái. Từ từ tao đi lấy ít gỗ nè, có cái rìu đá đúng xịn luôn rồi. À đúng rồi, tao xuống tao chế cái lò đá để nướng, tối nay tao mày nướng thịt ăn nè. Được á. Có 2 cục thịt, tao không dám giết gà vì gà để mình còn nuôi chứ, mình làm trang trại gà các kiểu. Rồi đủ, nói chung là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ chế, đó chính là một cái chuồng gà. Đầu tiên là cái này đúng không? Lấy gậy trước đúng không? Gậy nè, ok. Mình sẽ lấy ván sòi ra để tiếp theo làm cái này, cái hàng rào. Ok, rất là nhiều luôn. Đấy, 15 cái hàng rào rồi. Đấy, như thế này bây giờ mình có thể là chế một cái chuồng gà rất là dễ luôn đúng phải không? Đây là sinh tồn mà chắc là cơ bản là bạn nào cũng biết rồi. Tiếp theo mình sẽ làm đó chính là một cái gọi là mình xây cái chuồng gà rồi hả? Trời ơi, tao kỹ năng sinh tồn. Gà đâu? Chứ có gà, trời ơi, tao là kỹ năng sinh tồn gọi là thượng thư rồi luôn rồi. Đi bắt gà đi. Tự chết cha, chết cái nút rồi. Chết rồi, tưởng chết cái nút chi. Trời ơi. Cái gì đó? Từ từ. Lộn tùm lum hết. Tao đang làm cái cửa mà nãy giờ tao lộn hoài. Rồi, ok, được cái cửa rồi. Ê, chết rồi. May quá, không sao. Yeah. Gà đâu. Con gà đâu rồi? Nãy thấy 2-3 con đây mày. Ui mẹ ơi, creeper. No. Nó dưới hàng. Từ từ. Gà. Gà. Con gà kia, đi qua đây. Đúng rồi. Đi theo anh. Đó, ngoan chưa. Đi về. Ấy, nè. Ấy, đây. Uổng nó gì vậy Ti? Nó bị vướng rồi. Uổng cho mày một cái nè. Mày đi trước đi, tao uổng nó cho. Rồi. Đây nè. Lên đây cưng. Ngu vậy. Rồi, ok. Nó cái tâm lý của nó là sợ bị giết thịt hay sao nên là nó. Né. Ý. À nó mắc ị mà nó mới đẻ quả trứng nè, tao thấy quả trứng nè. Rồi ủi mới về luôn. Tao lượm rồi, 2 quả trứng gà nha, có ốp lang rồi nha. Đi về, đuổi nó về đi, đuổi nó về. Nè ui. Ê cái gì vậy? Trời kia ơi, nè. Ăn không? Đi theo. Con này nó bị tâm lý mới đẻ xong tâm lý nó bất ổn chứ trời. Trời ơi, để tao đi kiếm cỏ coi sao mày vừa bắp quá vậy. À đây có cỏ rồi. Về đúng rồi, 2 người đã làm nó mất tâm lý quá đúng rồi. Vô đây, ngoan lắm một con. Yeah. À để tao đi kiếm con khác rồi. Tao cũng có cỏ rồi nè. Ok, mình đã làm xong cái chuồng gà. Trời, nãy các bạn biết không? Nãy mình làm bên cái này cái cục đất nè, nãy quên trời, gà đã chạy ra quá trời luôn. Yeti dẫn về quá trời luôn. Thôi Yeti không dẫn nó Yeti ơi, đủ rồi. Đi xuống. Để tao chế cái lò, nung này, tối nay còn ăn thịt gà nè. Ý, cái đá này đâu chế được, đá cuội mới chế được. Mày có đá cuội không Yeti? Đó, đây. Nhiều lắm. Đây, dục hết đây. Trời, chế cái lò mới có thịt mà ăn chứ. Rồi, ok, rất là dễ luôn. Tao đi bứt mấy bông hoa. Ủa, đá cuội. Ủa, đây này là trứng quái vật mày, trứng đá cuội là sao? Nó dịch sao? Ok, ổn rồi nè. Ủa, sao nãy là bị lỗi mày ơi. Hình như là bị lỗi hay sao, nó ra trứng quái vật. Là sao vậy trời? Là cái lạc ra cái nơi gì mà kỳ lạ vậy? Ui, Cái giường đấy hả Yeti? Ôi ơi, mày làm chất vậy trời. Yeti làm cái giường nhìn chất chơi. À quên, tao sẽ làm cái cửa nữa. Quên chế cái cửa nữa mày ơi. Cái cửa nữa. Cái cửa chế sao ta? Cái hông zombie nó vô nó. Cái cửa chế sao tao quên mất tiêu rồi mày. Hả? Mày nghiên cứu đi. À nhớ rồi. Bỏ cái cục gỗ này vô, lấy gỗ này ra thẳng đúng không? Ấy đúng rồi, ba cái cửa luôn. Ôi hơi bị nhiều. Ôi vậy đặt xong rồi khỏi lo zombie nữa rồi Yeti ơi. Zombie là chuyện nhỏ. Ngon, đêm nay là có thể sống được rồi. Ở Yeti giờ bỏ than ngôi nhà Yeti. Không có gỗ cháy nè, về bỏ than ở đây coi. Để tao về liền, để tao xíu. Nhanh lên, trời sắp tối rồi kìa. Về chưa? Trời bắp đi đâu mà. Đưa mấy cục than coi, đưa mấy cục than. Không tối nay tao cho mẹ, nhìn đói luôn á. Mày làm gì? Lấy than để mà nướng thịt chứ. Có cái lò nung mình đó. Ui thịt chín rồi, ui đã. Trời mày vô mày đóng cửa lại nha mày. Ui, thôi trời sắp tối rồi mày ơi. Từ từ đợi chín cục thịt mày ăn tối xong đi ngủ là vừa rồi vậy thôi. Giờ tao với mày chỉ có cái giường đất này ngủ. Trời còn chậm không đây cái gì vậy trời. Rồi nha, mỗi đứa một cục nha. Nè. Cho mày một cục thịt bò bít tết nè. Thịt đâu? Nè. Thịt đâu? Đó, một cục đó bà. Đó, được rồi, ăn vô rồi nhọc mới đi ngủ nha, chứ trời gần tối rồi. Tối thôi, chúng ta ngồi xuống yên có nè. Trời cái giường kiểu này ha, trời cái giường kiểu này nhìn thấy nó. Tao nằm luôn á. Rồi, ngồi ăn miếng thịt của Noob Yeti chế tạo. Cái giường chế tạo của mày chứ. Rồi, ngồi ăn đi. Ăn đi Yeti heo. Ủa bánh ăn miếng thịt kìa. Thôi chắc là ăn xong rồi đi, tao nghĩ là đi ngủ mày ơi, để trời tối nên giờ nằm cái giường cỡ này là chắc là mày là chỉ có thể là nằm giường đất thôi chứ là không có gì. Thôi tao quen nằm úp rồi, tao nằm úp đây. Cất miếng thịt vô. Nói chung là tao ngủ đây. Bye bye. Sáng rồi, dậy rồi. Ôi, con Yeti nó ngủ nghe heo ấy. Giờ chưa chịu dậy nữa. Yeti dậy. Ôi, mày sao mày ồn thế còn cái bộ. Dậy đi, trời ơi, dậy đi. Đi ra thu hoạch trứng gà, Trời ơi, trời sáng rồi. Đó, ủa mày đi lại. Ê, chết rồi Yeti ơi. Cái chuồng gà của mình. Sao vậy? Trời ơi, ủa bị ai đập nè. Hình như đây là không có ai đập. Chết rồi, tao nghĩ là bọn sói bên khu vực bên kia mày ơi. Chết rồi, mình nghe chó sói á mày. Hồi tối tao cũng nghe luôn. Tao nghĩ là nuôi như thế này là không ổn rồi. Mất hết sói rồi. Vậy là mình đói rồi. Trời ơi, trứng gà để tao còn có 2 cái trứng gà trên người mới nè. Chết rồi, thiệt tình luôn mình. Tao đói. Thôi còn miếng thịt mày ăn đi. Nè, tao cho mày miếng thịt nè, tao để dành tối qua đến giờ á. Tao chỉ liếm mấy cái à. Tao nhét donut rồi, tao để dành. Mày không mà mất rồi. Tao nghĩ là mình không thể nào nuôi. Trời ơi. Tao nghĩ là không thể nào mà nuôi được cái chuồng như thế này đâu. Mình phải nghĩ ra cách gì khác là mình sẽ nuôi ở trong nhà luôn. Mà nuôi trong nhà này chật quá. Chỗ đó mà ngủ. Không, tao nghĩ cách mới rồi. Mình sẽ nuôi trong chuồng đàng hoàng, không thể chống như thế này được. Tao sẽ lên gần, tao học công thức. Ông trời ơi, chỉ con công thức đi ông trời. Chỉ về giờ tao phải Đúng rồi, chúng ta phải nuôi theo cách mà có là cách kế hoạch, đúng không? Biết cách kế hoạch là nuôi nuôi kiểu công nghiệp, hiểu không? Tao nghĩ là kế hoạch hóa nuôi gà hả? Đúng rồi, tao nghĩ núp như mày sẽ không biết được đâu, chỉ có tao thôi. Bây giờ thứ nhất cần một cái nguyên liệu, đó chính là một cái lông gà, một cái que và một cái trứng gà. Trứng gà tao có rồi, lông gà nãy tao nhớ mày có gì, tao thấy mày nãy mày giết con gà vậy, dùng đây tao coi. Đưa lông gà cho tao với, tới có lông gà không? Ê, đúng rồi, hay lắm. Chúng ta sẽ thực hiện, tao biết cái công thức này rất là ghê gớm luôn. Công thức gì vậy? Công thức đó chính là nuôi gà thần trưởng. Ủa, hình như không được mày, tao thấy nó sai sai cái gì đó. Sao ta, hình như để đây lên đây không? Thế nào nhờ? Tao nhớ là tao nhớ cái công thức này mà. Ý, được rồi, chicken catcher. Này như mình nhìn là thấy không? Nhìn này. Mình nhìn tao cầm tay nè, Đó. Thấy chưa? Một cái đầu con gà và một cái que để làm gì? Trời, đây là cái công thức mà bí truyền của tao, bây giờ tao mới làm ra được. Bây giờ mày đi kiếm tao giờ. Đúng rồi, bây giờ là lấy một ít gỗ nữa để tao đi chế cái chuồng gà luôn. Giờ tao phải... À là bây giờ đi chặt gỗ đúng không? Đúng rồi, chúng ta bây giờ cần thiết là có gỗ thì mới chế được cái chuồng gà. Để tao đi chặt gỗ cho. Xung phong quá ha, mày làm tối qua tao biết là tao cột mày ra ở với chuồng gà cho rồi, cho nó nhanh cho rồi, đỡ bị chó sói ăn thịt. Đáng lẽ là mày phải ngủ ngoài này chứ, canh con gà. Tao ngủ giường đất muốn gãy cả cái vai luôn rồi nè. Tao đáng lẽ tao phải cột mày ra với bọn gà, ở chung với mấy con gà để mày canh chuồng gà, mày lười đúng không? Ôi, chó nó ăn luôn tao gì đó. Ôi, ok, gỗ đủ rồi. Gỗ sơ thôi, mình làm cỡ tầm 50 cái chuồng gà để nuôi lấy trứng. Chưa kịp lấy trứng nó mất tiêu hết rồi mấy con sói khốn nạn. Biết sao mình nuôi mà mình thả rong thì nó đương nhiên là nó tới nó ăn thịt rồi. Chứ mình mà kiểu như mình mà có chuồng là tao nghĩ là không sao đâu. Tao mày ráng sinh tồn được qua cái đêm trăng này thôi là đi về nhà chứ nghĩ sao mà ở trên núi như thế này. Nhưng mà mình thử tìm ra được công thức chế mới. Thôi về chế thôi. Tao lượm một mấy miếng gỗ nè. Đưa hết đây. Đây. Ok. Ok, tao đã chế được 12 cái chuồng gà rồi Yeti ơi. 12 cái chuồng gà rất là xịn luôn. Ghê chứ. Nè. Dữ chưa? Trời ơi, như vậy hả? Tao chắc 800 con sói. Ủa, mà gà đâu? Gà đâu? Tao cũng không biết nữa. Chắc là Bảo cuốn trôi đi rồi. Đấy, bây giờ phải có gà chứ. Thì đi bắt gà thôi, trời, cái nhiệm vụ bắt gà nó quá là đơn giản luôn. Tao còn 10 cái cọng nè, dụ gà vậy thôi. Giờ tao mới đi quen rừng để dụ mấy con gà gì. Ê, tao thấy trên đây có một con gà này Yeti. Nè. Đó. Ấy, không cần dụ nữa Yeti ơi. Tao có gậy. Ui, có cái trái táo này mày đói không? Cho mày trái táo này Yeti. Đây nè Yeti nè. Tao ăn đi. Con gái lứa gì mà ăn như heo quá. Tao trái táo đâu rồi? Chụp mày đó, ăn đi. Trời, mình là cực khổ, mình không thèm ăn uống gì luôn á, nên người mình ốm nheo ốm nhách. Yeti cũng ốm nhanh ốm xì ke như mình. ăn đi chị hai. Không, chưa có đói nữa thôi, mày đưa cho tao đi. Tao đã có phép thuật, tao làm con gà nó biến vô rồi nè, không biết giờ đặt vô được không nè. Yeti gì đây con này Yeti nè. Đó, thấy con gà chưa? Tưng đâu đó. Ủa, con gà gì kỳ vậy mày? Con gà này là con gà mình làm cho nó bôi bùn bôi đất gì lên để cho con sói nó không nghe mùi được. Đó, mày thấy không? Ghê chứ. Dạ, giờ nhiệm vụ của tao ngày hôm nay là đi bắt một mớ gà. Trời vẫn còn rất là sáng nên tao mày sẽ đi thôi. Ta-da. Yeah. Xong rồi, đủ rồi. Tao nghĩ là bắt bấy nhiêu gà đủ rồi, chắc không cần phải nhiều thêm nữa. Ôi, nhìn nè. Mày nhìn nè, trời, cái này là sói là không bao giờ được luôn. Trong gà này còn có khả năng đẻ trứng nữa nha. Đừng có đùa. Mày nhìn cái mũi tên ra nó hiện số % không? Là có nghĩa là mình nuôi trong chuồng ấm như thế này là nó có thể đẻ trứng. Như thế này là không có chó sói nào có thể mà đi vô làm hại được cái nhà mình đâu. Để tao cắm thêm cái hàng gạo là ngon luôn. Đó. Ê, vậy chừng nào nó đẻ mày? Thì ngày mai thôi, để ngày mai là nó đẻ được à. Ok, chắc là không sao đâu. Giờ đi ra ngoài đi chơi, trời tối rồi kìa. Tối, mặt trời xuống núi rồi kìa, đi ngủ đi. Giờ đi vô ngủ nè chứ không là nghĩ là okay. Mày có đói không? Ôi, tao còn no lắm. Ê, tao cũng buồn ngủ rồi, còn bị ngủ đây. Tao đi ngủ rồi. Ý da, quá mệt luôn. Chắc hy vọng là con đêm nay con sói nó không thể làm gì cái bầy gà đó. Tôi nghĩ là có chuồng đó là chắc chắn rồi. Dậy tí ơi, dậy tí ơi, trời sáng rồi kìa. Để ra coi. Trời, tao hôm nay tao dậy sớm mà. Trời ơi, chứ mày gái hung lứa hung dữ. Ui, mặt trời lên rồi. Ê, thấy chưa, không sao luôn kìa. Ê, vô kiểm tra thử có gì coi nó có gì không vậy đi. Ôi, có trứng rồi nè. Ủa, cái trứng nhìn vui quá nè, vô đây coi. Để coi nè. Ủa, cái trứng, ý có trứng rồi nè, mà nhưng là ở trứng gà mà. Chính là... bên đây nó chưa đẻ. Đúng như vậy. Vậy là con sói đêm qua nó, ta vẫn nghe tiếng hú của nó mà, nhưng là lần này chắc là nó quỳ rồi mẹ ơi. Nó nhìn cái chuồng gà như thế này, nó cắn chắc là gãy răng của nó luôn á. Ồ, cái chuồng chắc chắn như thế này mà có rơm cho gà ấp hi. Từ nay tao với mày sẽ làm chùm rồi. Ấy, để tao lấy một con gà. Tao lấy một con gà rồi nè. Tao cho mày cái hiệu đó chính là huy hiệu. Đó, cái huy hiệu đó vậy đi. Con gà này có thể đặt ra được như thế. Nhìn nè. Nhìn ta nè. Đâu. Đó, thành con gà bình thường thấy không? Chẳng ảnh hưởng gì hết. Đi vô lại nè. Chú. Đây. Mang con gà đi khắp thế giới luôn vậy. Mai mốt tao mày về nhà đem cái chuồng gà này về nhà được á. Được, đem tất cả con gà về nhà được luôn đó. Nên mình đây là cái thử thách mình sinh tồn ở đây mà, sợ gì đúng không? Thì tao sẽ cho mày cái huy chương, đó là huy chương mày treo lên trước nhà để tao làm cái huy chương cho mày coi. Đây nè, tao sẽ cho mày cái huy chương lên đây là YT nè. Đó. Người nuôi gà giỏi nhất thế giới. Yeah, mà thôi, chúng ta hãy trở về nhà thôi.